Cú ném bóng từ xa, Sang Hiết vẫn đang ở đội chủ sở bóng Tuấn Tú. Pha lên gỗ rất đẹp bắt của Tuấn Tú tạo cho cơ hội chủ nhà mở điểm. Đó phải nói Christian Charles đối mặt với Will Crickmore trong trận đấu trước đó thì chắc chắn là chiến thắng sẽ là Christian Charles. Và Nguyễn Đức này giành hoàn toàn thoải mái với việc không phải đeo chiếc đài đó nữa. Lại là pha điểm của Tuấn Tú, một pha đột phá rất thông minh để lên đó chú ý để mà làm tốc độ của trận đấu chậm lại. Lại là một pha cái điểm đường của Tuấn Tú, lần này là cú ném 3 điểm.